Thưa quý vị, theo triết lý vô thường trong đạo Phật, được, mất hay thịnh suy đều là những trạng thái vận động liên tục và tạo nên sự tổng hòa trong cuộc sống của con người. Trong bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, mời quý vị chiêm nghiệm những bài học về được và mất từ đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã trải qua thời gian giãn cách xã hội trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quả thực điều này đã tạo nên nhiều sự xáo trộn cũng như tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chiêm nghiệm của người dân về những điều được và mất từ đại dịch COVID-19. Bản thân tôi trong cái đại dịch COVID đấy thì cũng không có việc để làm. Các cháu nhà mình thì đều bị ở nhà, đấy, nên là hoàn toàn cuộc sống của gia đình bị xáo trộn rất là nhiều. Trẻ con thì lại được nghỉ học, đấy, cho nên là nó cũng khá bất tiện ở cái chỗ là cái người trông nom, thì mà nhà mình phải thuê người trông nom. Khi thực hiện giãn cách xã hội thì cái công việc của mình nó cũng có nhiều xáo trộn. Ví dụ như là học sinh viên thì sẽ học ở nhà và mình là giảng viên cho nên là mình phải chuyển sang dạy online. Cuộc sống rất là bí bách. Đôi khi là mình đang làm công việc nghệ thuật thì được tự do, bây giờ nó bị kìm hãm lại. Gia đình là mẹ con, bà cháu là đoàn kết hơn và gắn kết hơn, và các bạn nhà cô thì vẫn phải đi làm nhưng mà những ngày nghỉ thì là đi làm xong là các bạn về nhà. Gia đình em có nhiều thời gian tâm sự với nhau, có nhiều thời gian mà chia sẻ những cái mà công việc thường ngày ấy ạ. Em cũng làm được nhiều việc với gia đình hơn. Em có thể nấu ăn này, chuyên tâm học hành này, rèn luyện sức khỏe này. Ngoài cái việc giảng dạy online ra thì mình cũng cố gắng để làm những cái sáng tác, những cái bài thơ để cổ động cái tinh thần phòng chống dịch, những cái gương người tốt việc tốt. Ở nhà thì cũng xem kinh Phật và xem những quyển sách dạy về triết lý cuộc sống, và đôi khi là những cái gì mà mình thấy sống chậm lại hơn để mình suy ngẫm vào những công việc mình đã làm và chưa làm được. Và có một điều không thể phủ nhận là trong thời gian giãn cách xã hội thì mỗi người cho chúng ta lại là một tỷ phú về thời gian. Tuy nhiên mỗi người lại có một cách khác nhau để tận dụng quãng thời gian này. Vì vậy sẽ có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi bạn được ở nhà hay là bạn phải ở nhà. Thời gian giãn cách xã hội đã tạo nên nhiều thay đổi và xáo trộn đối với nhiều người. Trước khi có dịch bệnh COVID-19, chị Thúy đã quen với cuồng quay công việc, đam mê xê dịch và rong ruổi trên khắp các cung đường. Trong giai đoạn cách ly xã hội, chị đã phải thay đổi thói quen để thích nghi với nhịp sống mới. Thời gian đầu ấy thì là tôi cũng không quen, nhưng mà dần dần rồi mình cũng phải thích nghi với cái việc mà ở nhà cả ngày. Và có những cái thói quen trước đây mình nghĩ là mình không bao giờ mình làm được thì bây giờ mình lại làm được. Ví dụ như là lên mạng này, tìm công thức nấu ăn, tập làm bánh, dành thời gian tưới cây, thu dọn nhà cửa, rồi là cảm thấy cũng lạc quan hơn. Cùng với đó, nhiều đôi bạn trẻ cũng phải hoãn tổ chức đám cưới để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngày vui trọng đại của họ phải tạm gác lại. Dù phải hy sinh lợi ích cá nhân, nhưng khi nghĩ về lợi ích chung của cả cộng đồng, họ vẫn cảm thấy an yên và hạnh phúc với quyết định của mình. Là bắt đầu có thông tin ấy, thì hai bên gia đình cũng quyết định là hoãn cái tiệc cưới này, thì lúc đấy mình cũng rất là thoải mái thôi, bởi vì là đây là cái vấn đề chung của cả cộng đồng chứ không phải là của mỗi riêng mình nữa, nên là vì an toàn sức khỏe cho gia đình, cho bạn bè và cộng đồng thì mình cũng rất là vui vẻ để mà hoãn cái tiệc cưới này lại, và hy vọng đến một ngày sẽ được tổ chức lại đông vui hơn và cũng an toàn hơn cho mọi người nữa. Ngoài những xáo trộn trong cuộc sống, ở góc độ tích cực, dịch bệnh COVID-19 đã đem đến cho chúng ta nhiều thời gian và khoảng lặng cho riêng mình. Chị Phương đã tận dụng quãng thời gian này để luyện tập khí công tại nhà, có các bài giảng online, góp phần nâng cao sức khỏe trong mùa dịch bệnh. Mình không đến câu lạc bộ mình tập, thì mình vẫn tập ở nhà, tập đúng theo cái thời gian như là mình đến câu lạc bộ. Chỉ có điều là không có thầy, thì mình sẽ tự đếm là trong 3 phút đấy thì sẽ là bao nhiêu cái nhịp hít vào thở ra. Bên cạnh việc đảm bảo sức khỏe tốt, việc duy trì tâm an lạc cũng là điều nhiều người hướng đến. Dịch bệnh giúp chúng ta sống chậm lại, chiêm nghiệm những bài học về cuộc sống. Các hoạt động tụng kinh tại tư gia được nhiều người lựa chọn để tĩnh tâm giữa đại dịch.
Hàng ngày mình có hương đăng và khi rảnh thì có tụng thời kinh tại nhà, kinh dược sư để nhằm cầu an cho gia đình và cũng làm góp một phần vào cái việc là mình có cái việc làm nó hữu ích trong cái thời gian mà nghỉ đại dịch này khi không đi ra ngoài đi làm. Giữa vòng xoay vô thường của cuộc đời, con người đã kịp thích nghi với nhiều giải pháp linh hoạt và thiết thực. Các hình thức trực tuyến đã ra đời để đáp ứng nhu cầu tâm linh, thể hiện tấm lòng thành kính đối với Đức Phật. Các hoạt động đa dạng, từ đi chùa cho đến tảo mộ dưới hình thức trực tuyến được nhiều Phật tử lựa chọn. Trong cái mất, luôn có cái được. Trước mọi nghịch cảnh, con người luôn thích ứng và đối mặt với một niềm lạc quan để giữ cho mình cái tâm an nhiên nhất. Cái nghiệp tinh thần mà Đức Phật đã dạy chúng ta về cái lý vô thường trong cái thời gian á, thì thật ra được mất không quan trọng gì. Bởi vì Phật tử sẽ chiêm nghiệm, sở dĩ mình mất là vì mình có được. Cho nên không có được thì không có mất. Mà mất rồi á, thì nó có thể là gây ra một cái duyên để lại được cái khác. Vì vậy, chúng ta không bị khủng hoảng nặng nề, không bị có những cái buồn khổ quá nặng nề khi mất, và cũng không có những cái vui quá mức khi được. Và nếu có chăng, vì cái sự tỉnh giác của mình đang còn thấp đó, sự tu tập của mình đang còn sơ cơ, thì nó cũng nhanh chậm mà xảy ra, nhưng mà nó nhanh chậm qua đi. Bởi vì khi mình suy nghĩ về cái lý vô thường, cái là mà thành trụ hoài không, thì mình sẽ không có gì để mà quan trọng trong cái việc được mất cả, và mình sẽ sống lạc quan để mà vượt qua mọi khó khăn, mọi cái biến cố. Trong những cái đó đều giúp cho mình có thể kiếm nghiệm cái đạo lý. Tăng giá khẩu trang, đầu cơ tích trữ thiết bị y tế là những hành động bất chính của nhiều người nhằm trục lợi cá nhân giữa diễn biến phức tạp của đại dịch. Cùng với đó, các thông tin giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Tưởng chừng như lòng tin của con người đã bị bào mòn bởi những hành động bất chính và tin đồn thất thiệt ấy. Nhưng vượt lên trên tất cả, những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm, đoàn kết đùm bọc sẻ chia giữa đại dịch đã giúp chúng ta vững tin vào những giá trị tốt đẹp trong xã hội giữa những ngày đại dịch hoành hành. Hàng triệu người yếu thế trong xã hội đã được hỗ trợ để giảm bớt khó khăn trong mùa dịch bệnh. Ngọn lửa tình người được thắp lên ở mọi nơi, sưởi ấm trái tim của những mảnh đời bất hạnh. Tôi vừa nhận được gạo từ thiện. Tôi thì nhiều tuổi rồi, ngoài 60, lương không có, thế còn nuôi một em đi học. Thế hôm nay thì nhận được gạo hỗ trợ này, thật sự tôi rất cảm động. Thật một miếng khi đói một gói khi no. Thế tôi cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho phụ nữ chúng tôi, những người nhiều tuổi khó khăn, bớt khó khăn hơn. Chúng tôi ấm lòng trong ngày dịch này. Cảm ơn, xin cảm ơn. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã không ngừng lan tỏa niềm tin vào tình người giữa đại dịch COVID-19. Cái truyền thống của dân tộc chúng ta xưa nay á, là cái truyền thống mà cứu giúp đồng bào, bà con của chúng ta trong những lúc hoạn nạn. Cho nên mới có những cái câu ca dao rất là thiết thực. Dù xây bảy bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Qua cái cuộc đại dịch này, chúng ta thấy có cái sự tương thân tương ái, đoàn kết rất rộng rãi giữa mọi thành phần trong xã hội. Và thế giới Phật tử chúng ta cũng đã tuân theo những cái lệnh
cái quy định của nhà nước rất là nghiêm túc, đồng thời cũng là tuân theo cái sự gọi là đồng viên khuyến khích của giáo hội để mà đóng góp rất nhiều trong cái việc cứu trợ khắp cả nước để mà chia sẻ với bà con xa cơ lợi vẫn bị thất nghiệp trong cái giai đoạn dịch kéo dài, và thể hiện được những cái nét đẹp của tinh thần cái tình tự dân tộc. Cho nên những cái tiêu cực xảy ra, nếu mà so với cái công sức của nhà nước, công sức của cái giới chuyên môn về y tế, tấm lòng của đại đa số Phật tử chúng ta trong cái đại dịch này, thì chúng ta thấy cái thành công rất là lớn và đáng rất là đáng hạnh diện. Qua đại dịch COVID-19, mỗi người trong chúng ta đã rút ra được bài học về được và mất cho riêng mình. Được, mất vô thường, đại dịch đến và đi. Điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt và nhìn nhận sự việc bằng lăng kính lạc quan để luôn bình tâm trong cuộc sống.